Ok, chào các bạn, chào mừng các bạn cùng nhau quay lại với GVN Channel. Nếu như anh em nãy giờ nhìn ở trước mặt mình, em thấy có rất là nhiều những cái đồ như là bàn phím này, chuột nè, tai nghe nè và cả bát chuột. Hôm nay mình sẽ làm một video clip nó thực tế một chút xíu, tức là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách vệ sinh bàn phím, chuột, tai nghe, nói chung là ghi đó đúng cách. Bởi vì mình biết là ngay thời điểm này có một số những anh em vẫn còn đang thắc mắc là không biết là vệ sinh sao cho hợp lý. Và thêm một cái nữa, nói riêng với anh em, thật ra là cái cách vệ sinh thì muôn màu muôn vẻ, tức là mỗi người có một cái cách vệ sinh khác nhau. Tuy nhiên đây là cách vệ sinh mà mình thường hay áp dụng đối với những cái con chuột bàn phím của mình. Còn bây giờ thì xin mời anh em. Nói về cái chuyện là vệ sinh chuột bàn phím, nói chung là những cái đồ ghi đó, thì các bạn thấy nó có mang hai ý nghĩa chính. Ý nghĩa đầu tiên là khi các bạn vệ sinh thường xuyên thì những cái đồ của chúng ta nó sẽ trở nên như mới, như lúc mà các bạn mới vừa khui hộp, ai cũng muốn sử dụng đồ mới cả, nhìn nó đẹp hơn đúng không? Và ý nghĩa thứ hai là nó giúp cho các bạn phòng chống những cái bệnh liên quan đến sức khỏe. Bởi vì tay của các bạn nó là dơ, các bạn cầm nắm vào nhiều thứ, và khi mà các bạn đụng chạm lại vào những cái bộ ghi mà các bạn hay sử dụng á, thì lâu ngày các bạn không vệ sinh, cái vi khuẩn nó tích tụ lại rất là nhiều. Vậy nên là đây là một trong những lý do mình nghĩ là các bạn nên và phải biết cách vệ sinh gear đúng cách. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nhận định một chút xíu về một cái gear như thế nào gọi là cần phải vệ sinh. Thì mình sẽ lấy ra trước một cái con chuột cho bạn. Đây, ở đây mình có một cái mẫu chuột, thì nếu như các bạn thấy là trên cái con chuột của mình nó đã bám rất nhiều bụi và đất bám rất nhiều ở trên này, từ những cái góc cạnh như là chuyện các bạn đặt tay lên ngay cái phần switch bấm nè, hay là kể cả những cái phần fit chuột, thì các bạn thấy là nó đều bám bụi lại rất nhiều. Thì khi này nó sẽ chứng tỏ là các bạn cần phải vệ sinh rồi. Tuy nhiên á, là trên một những cái con chuột mà nếu như các bạn cũng thấy nó bóng lên, đây điển hình như là một cái con Zoe. Đây là một con chuột Zoe, thì nó còn có, khi các bạn sử dụng á, thì cái con chuột này do cái phần nhựa nó sẽ bóng lên. Tuy nhiên á, thì các bạn cần phải xác định rõ là nhựa nó bóng lên là do bản thân nhựa hay là do tay của các bạn bám dầu, bám mỡ dính lên trên này. Thì nếu như á, để xác định dễ nhất á, là các bạn có thể nhìn vào cái phần nhựa, nếu như các bạn chùi nó bóng lên, các bạn chùi nó mà nó không ra được á, thì có nghĩa là cái phần nhựa này nó đã bị bóng lên do nhựa ABS. Còn nếu như á, mà các bạn thấy nó bóng lên mà các bạn chùi nhẹ một cái thì cái lớp mỡ nó bay đi á, thì có thể là do tay của bạn dơ. Đó, thì đó là về chuột. Tiếp theo là về phím. Phím á, thì nó sẽ khá là dễ biết. Các bạn nhìn lên trên những cái phần keycap, nếu như các bạn thấy nó bám bụi nè, hoặc là bám đất, các bạn thấy nó đen đi, thì có nghĩa là nó đã cần các bạn chùi rồi. Tuy nhiên á, cái phần keycap dơ là một chuyện, là cái các bạn có thể thấy. Nhưng á, cái phần dơ hơn của các bạn phím á, nó chính là dưới cái phần play. Nếu như các bạn thử gỡ hết tất cả những keycap lên, các bạn sẽ thấy là trong cái phần play nó có rất nhiều những cái bụi bẩn trong đó, kể cả gầu, kể cả thức ăn thừa của các bạn ở trên này. Mình nói thật là nếu như các bạn, lát nữa mình sẽ thử gỡ cho các bạn xem một cái bàn phím nó dơ như thế nào ở dưới cái phần play. Và tiếp đến á, là cái phần bát chuột. Bát chuột thì các bạn sẽ dễ nhận biết hơn. Và đối với những cái bát chuột như thế này á, các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị gọi là bị bám bụi trắng ở trên đó. Đó là những do những bát chuột đen. Còn những bát chuột trắng á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị ngã về cái màu cháo lòng. Và một cái bát chuột mà bẩn á, nó sẽ dễ nhận biết nhất là khi mà các bạn để cái tay lên á, các bạn ướm cổ tay lên. Đây là một cái phần da rất là nhạy cảm. Và khi mà các bạn di chuột ở trên này á, các bạn sẽ thấy là sau khi sử dụng xong, cái phần tay của bạn nó sẽ rất ngứa và đôi khi nổi những cái mẩn đỏ luôn. Thì khi đó chứng tỏ là cái phần bát chuột này nó rất dơ rồi, các bạn cần phải vệ sinh ngay. Và còn một phần nữa mà anh em thường hay sử dụng, đó chính là về phần tai nghe. Đây, tai nghe thì anh em có thể nhìn vào cái nhận dạng bên ngoài là nó sẽ bị bám bụi hoặc là bị dơ ở phần bên ngoài là một chuyện. Nhưng mà tai nghe nếu như lâu ngày sử dụng á, do cái phần tai á, anh em mà đeo vô cái phần đệm đầu cái chỗ này nè, thì sẽ có mồ hôi chảy ra. Và chính cái điều đó khiến cho những cái phần bát để mà đeo vô trong tai á, nó sẽ có những cái mùi hôi rất khó chịu nếu như mà anh em không vệ sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần là vệ sinh làm sao cho đúng cách. Để mà vệ sinh được thì chắc chắn là bạn cần phải có dụng cụ đúng không? Thì ở đây á, mình sẽ chuẩn bị một số những cái dụng cụ mà các bạn có thể tìm được ở nhà, hoặc là ở những cái quầy, hoặc là những cái sạp báo, những cái tạp hóa mà gần nhà các bạn có thể tìm được. Là những cái vật dụng khá là cơ bản thôi. Trước hết thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra cái dung dịch vệ sinh gear mà từ nãy đến giờ mình đã nói. Thì ở đây á, như mình đã có chia sẻ rồi, các bạn sẽ cần hai cái. Thứ nhất là cồn này là mình mua bên Lào đó. Và thứ hai là nước rửa tay, thì với cái tỷ lệ là 2:1, tức là hai cồn và một nước rửa tay. Các bạn sẽ tự hỏi là tại sao mà lại cồn nhiều hơn. Bởi vì á, cái cồn nó là một cái dung dịch có thể bay hơi đó, thì nên mà các bạn khi mà vệ sinh á, thì nó sẽ khô rất là nhanh. Còn nước rửa tay á, mặc dù nó là loại nước rửa tay lỏng, tuy nhiên ở trong này nó vẫn khá là sệt. Và nếu như các bạn pha nhiều nước rửa tay quá, cái dung dịch của bạn nó sẽ sệt, nó rất là kỳ ha. Thì các bạn sẽ pha là hai cồn một nước rửa tay cho mình, hai cồn nha. Các bạn chế cồn nhiều chút là một chút nước rửa tay, các bạn cứ quậy cho nó dung hòa lại với nhau. Rồi, như vậy là xong về cái phần nước. Trước hết là chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuột nha.
Chuột là cái mà các bạn đang rất là hay sử dụng. Đầu tiên á là các bạn chuẩn bị cho mình một cái khăn ướt kìa, như mình đã nói rồi. Đây là cái khăn ướt nè. Thì cái cách vệ sinh là như sau. Đầu tiên các bạn nhìn vào á, các bạn sẽ thấy là trên chuột có bám rất là nhiều những cái dấu vân tay, kèm thêm đó nữa là những cái bụi bẩn. Thì ở đây á các bạn chỉ đơn giản là lấy khăn ướt á nhúng vào trong cái dung dịch mà chúng ta vừa mới pha ha. Các bạn nhúng một đầu nhỏ thôi, không cần phải nhúng hết cái khăn đâu. Ở đây do là cái mình đang thực hiện ở trên cái văn phòng của GVN nên là nó không có thoải mái lắm. Trường hợp là anh em ở nhà thì anh em khi mà chuẩn bị những cái thau nước này nó sẽ dễ hơn là mình. Rồi các bạn nhúng trong đây và các bạn bắt đầu chùi. Đó, các bạn chùi tới đâu các bạn sẽ thấy là nó sạch đến ấy. Tại vì ở trong này nó có chứa cồn và dung dịch cồn á, nó sẽ sát khuẩn rất là kinh dị. Đó, thì các bạn cứ chùi, các bạn sẽ thấy là cái bụi nó gọi là sao ta? Nó lan ra khỏi cái chỗ mà các bạn đang vệ sinh luôn. Đó, các bạn chùi tới chỗ nào các bạn thấy là nó sạch ngay tới chỗ đó luôn. Đây, những cái khe, đây là chỗ phần cái phần squid đúng không? Anh em chùi nhưng mà anh em cũng phải chùi kỹ luôn ở ngay cái chỗ mà hai bên hông, ngay cái chỗ mà thường là những nhà sản xuất người ta sẽ làm cho anh em những cái đệm để mà anh em có thể áp những cái phần tay của mình dễ dàng hơn. Đó, đây hai bên hông chuột các bạn chùi. Đó, thì chỉ đơn giản vệ sinh là anh em cứ chùi rửa cho sạch thôi. Và chùi luôn cả cái phần feed ở dưới. Phần feed chuột là cái mà anh em thường hay di lên trên mặt bàn á, thì nó cũng có bám rất là nhiều bụi trong này. Đó, anh em cứ lấy đồ anh em chùi. Sau khi mà chùi qua thì các bạn sẽ thấy là wow, sạch thật á. Đây sạch thật luôn á. Chùi các bạn sẽ thấy là nó sạch như mới luôn. Đó, còn có những cái kẻ, đây ví dụ như cái con chuột này nó có những cái kẻ mà người ta để cho anh em áp cái ngón tay vào á để cho nó dễ chịu. Thì cái khăn này nó sẽ không thể chùi được, thì anh em khi này sử dụng cái con bài thứ hai là anh em lấy cái bông tăm. Anh em nhúng cái đầu bông tăm vào trong cái dung dịch này. Các bạn khi mà chùi các bạn sẽ thấy là cái dung dịch nó khô rất nhanh do nó có cồn, nên là các bạn không sợ là nó sẽ bị ướt tay của các bạn đâu. Rồi các bạn lấy cây bông tăm á, các bạn áp vào các bạn chà, nó sẽ dễ hơn cho những cái khe nhỏ. Đó, khi này thì các bạn sẽ chùi cũng như vậy luôn. Đây các bạn sẽ thấy là cái cây bông tăm của mình nó bị bám bụi, thấy không? Nó đen luôn nè. Đó là bụi mà nó tiết ra đó. Thì đây. Rồi các bạn cứ tiếp tục chùi thôi. Anh em nhớ là pha cái dung dịch nó đúng theo cái chuẩn mình nói nha, là tỷ lệ 2:1. Rồi các bạn cũng chà tiếp đối với những cái phần khe mà cái khăn nó không thể dí vào được. Còn riêng cái phần mà sensor của cái con chuột á, tức là cái phần mắt độc của chuột á, thì các bạn sẽ không thể nào mà đưa cái bông tăm vào trong đây ngoáy được, bởi vì nó sẽ tổn thương đến cái phần sensor này. Thì đây chính là cái con chuột của mình, thì các bạn thấy là những cái sensor của nó sẽ rất là nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Thì các bạn chỉ cần sử dụng một cái dụng cụ xịt khí nén cầm tay đó, như thế này thôi, các bạn cầm xéo con chuột chút xíu và bóp đó, để cho khí nén nó chui vào trong và đẩy bụi ra ngoài. Tuy nhiên các bạn không được kê quá gần nha, các bạn kê nó hơi ra xa một chút xíu đó, rồi cứ bóp thôi, chỉ vậy thôi, các bạn không có tiếp xúc nước vào trong này nha. Rồi đó là về phần vệ sinh chuột, như vậy là mình đã làm xong. Sau khi các bạn đã vệ sinh xong qua cái phần dung dịch đó, chúng ta lấy lại cái khăn khô. Đây khăn khô bên này á, thì các bạn chỉ cần nhúng một đầu, các bạn nhúng vào trong nước trắng, nước lọc nha. Các bạn nhúng một chút vào nước lọc đó, các bạn dắt nước ra. Khi này á thì các bạn sẽ lấy cái phần mà khăn ướt rồi nè đó, các bạn chùi lại và lên trên cái thân chuột một lần nữa để cho đảm bảo là cái phần dung dịch nó đã ra hết khỏi cái con chuột. Các bạn bám vào là không có sợ bị dính chất hóa học này kia ha. Đó, các bạn chùi lại và cuối cùng là để khô cái con chuột đó ở ngoài quạt. Các bạn không đừng phơi nắng nha, đừng phơi nắng, các bạn chỉ cần để ngoài gió thôi, lát nữa nó sẽ tự khô. Khi đó thì chúng ta sẽ có được một cái con chuột sạch như mới đó. Và anh em khi nãy nếu như mà có quên thì anh em nhớ vệ sinh luôn cả cái con lăn nha. Rồi xong, vậy là con chuột của mình đã sạch như mới đó. Cái dung dịch đó nó cũng sẽ không còn bám ở trên cái con chuột nữa mà nó sẽ khô đi theo thời gian. Bây giờ con chuột của mình đã rất là sạch rồi. Xong, đây là về cái con chuột. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần mà vệ sinh bàn phím. Thì ở đây á, mình nói với các bạn cái chuyện keycap dơ là ai cũng biết rồi, nhưng mà ở phía dưới cái tấm plate nó cũng rất là dơ. Lát nữa mình sẽ, sau khi tháo keycap ra các bạn sẽ thấy. Và cách vệ sinh đơn giản nhất và sạch sẽ nhất là các bạn tháo từng cái keycap ra. Và các bạn phải sử dụng cái keybuller, tức là cái cây lấy keycap á. Tại vì sao phải sử dụng cái cây này? Bởi vì á, thứ nhất là nó sẽ giúp cho các bạn đỡ đau tay hơn. Ở trên những cái keycap nào mà nó quá ngắn á, nó quá mỏng á, thì khi mà các bạn tháo bằng tay sẽ rất là đau. Và thứ hai là ở dưới những cái keycap có một số những cái loại switch và keycap đặc biệt, ví dụ như cái loại switch Romaji của Logitech á, thì cái keycap của nó là được đấu bởi bốn cái chân nhựa và bốn cái chân nó rất mỏng. Nếu như các bạn giật sai á, tức là các bạn giật nó hơi lệch ở bên này hoặc là hơi lệch ở bên kia, thì khi đó cái tình trạng bị gãy cái chân keycap nó rất dễ xảy ra, nên là các bạn phải lưu ý. Và những cái loại keycap đó các bạn không thể mua được ở ngoài đó, cho nên là chúng ta phải tháo bằng cái keybuller này. Thì cái cách tháo á, là các bạn sẽ kê keybuller vào, đúng không? Đây các bạn banh keybuller ra, kê vào và các bạn xoắn nó một góc một chút xíu, thấy nó cứng lại thì các bạn giật ra, nghiêng một cái góc 90 độ so với cái phần plate đó.
Thì khi này là cái cách tháo chuẩn. Bây giờ chắc là mình sẽ nhờ anh quay phim vô hỗ trợ mình tháo ra cho nhanh nhanh để mình vệ sinh cho các bạn xem. Sau khi mà mình đã tách ra được cái phần keycap đối với cái phần phím thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vệ sinh. Nhưng mà mình sẽ vệ sinh cái keycap trước nha. Còn cái phần play lát nữa mình sẽ đụng vào sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Cách vệ sinh á thì nó cũng khá đơn giản nhưng mà nó sẽ hơi tốn công. Ở đây á thì mình sẽ vẫn sử dụng cái dung dịch khi nãy mình mới vừa pha và sử dụng khăn giấy ướt. Đó, cái khăn ướt chứ, xin lỗi các bạn. Để mà nhúng vào đây. Rồi các bạn vẫn nhúng vào đây. Cho nó ướt một chút. Rồi. Sau đó thì các bạn cũng sẽ lau từng cái keycap. Các bạn sẽ cảm nhận được là cái dung dịch nó mạnh tới cỡ nào bằng cách là các bạn lau ở tới đâu nó sẽ sạch lên ngay tới đó. Đó, thì cái phần bụi bám á, lâu ngày á nó cũng sẽ ra khỏi cái keycap của các bạn luôn. Rồi các bạn cứ lau từng cái. Ở đây là nó bị bám bụi á, lát nữa mình sẽ chùi lại qua nước. Rồi các bạn cũng cứ lau. Các bạn lau càng kỹ thì nó sẽ càng được vệ sinh ha. Tại do trong này nó có thành phần nước rửa tay á nên là các bạn khi mà vệ sinh á các bạn sẽ thấy là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn diệt khuẩn luôn. Rồi, còn cái trường hợp đó là nếu như các bạn có tại nhà, các bạn không có giống như mình là phải đến công ty này kia, thì có một cái cách đơn giản hơn là các bạn có thể pha một cái thau xà bông lớn. Rồi các bạn bỏ hết tất cả những phần keycap này vào, các bạn lấy cái bàn chải á, các bạn chà từng cái, các bạn chà từng keycap, nó cứ chà từng cái và để qua một bên, ngâm nó vào trong một cái thau, cái thau nước. Là cái cách vệ sinh tại nhà nếu như các bạn có những cái dụng cụ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lau từng keycap. Thì sau khi mà chùi xong thì các bạn thấy là keycap, cái đống keycap này nó đã sạch bong kim kít, sạch như mới mua luôn. Đây, rất sạch các bạn. Thì chúng ta đã xong cái phần vệ sinh keycap và cũng như là khử khuẩn rồi đó. Cái đến là cái phần play. Phần play á thì như mình đã cho chia sẻ thì phần play này sẽ là cái phần mà rất dơ. Và nếu như các bạn nhìn kỹ vào ở trong những cái khe, các bạn sẽ thấy là có tóc nè, các bạn có rất là nhiều những cái bụi và gầu, nhất là gầu. Do chúng ta khi mà chơi á thì cái phần tóc á nó sẽ rất là dễ rớt bụi ở trong này ha. Thì khi các bạn sử dụng các bạn sẽ thấy là trong này còn có cả gầu nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái phần vệ sinh. Đối với vệ sinh cái này á thì các bạn có thể dùng khăn, hoặc là nếu như các bạn không có khăn á, các bạn nên để triệt để nhất, các bạn nên dùng những cái bông tăm. Bông tăm như thế này thì cách vệ sinh như sau. Bây giờ các bạn lấy cái đầu bông tăm chấm một lượng thật ít vào cái dung dịch vệ sinh. Và lưu ý là một lượng thật ít ra, khi mà các bạn chấm nhiều quá có thể là cái lượng dung dịch dư á nó sẽ tràn qua cái chân switch và rớt vào trong bản mạch. Thì bây giờ các bạn thấy là mình chùi đến đâu là cái phần dung dịch nó sẽ khô ngay đến đó do nó có cồn. Các bạn sẽ thấy là cái bông tăm của mình nó rất dơ, dơ cực kỳ và nó ăn bụi ở trên này rất nhiều. Đó, nó chính là cái phần bông tăm mà sau khi đã quét sơ qua cái phần play. Thì các bạn cũng cứ vệ sinh nó đi theo từng hàng. Đó, đối với phần này thì nó cũng sẽ khá đơn giản nhưng mà các bạn sẽ phải tốn khá nhiều bông tăm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chùi từng hàng. Rồi, sau khi mà đã vệ sinh xong cái này, mình nói thật các bạn, bàn phím là cái vệ sinh rất là cực và tốn thời gian nhất luôn. Tốn đâu cả bịch tăm bông á. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau sau khi mà đã vệ sinh xong keycap, vệ sinh xong cái phần play và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần cũng cực không kém, đó chính là gắn keycap vào trong phím. Rồi, chắc là nhờ anh quay phim vô đây hỗ trợ mình cái. Chứ mà gắn mình này không biết ngày mai mới xong. Rồi, các bạn cũng gắn nó như bình thường thôi ha. Và sau khi mà đã vệ sinh xong cái phần bàn phím, cả keycap và cả play, mình có cảm giác là bàn phím nó sạch hơn rất nhiều và có thể thấy được bằng mắt luôn. Đó, như các bạn đang thấy trên màn hình thì cái bàn phím nó đã được làm sạch hơn và màu sắc này kia nó đã trở lại như nguyên trạng. Vậy là mình đã xong về cái phần vệ sinh bàn phím, tuyệt vời. Kế đến là mình sẽ giới thiệu các bạn về cái chuyện là vệ sinh tai nghe. Về tai nghe thì nhất là những cái tai nghe mà có đệm tai bằng da hoặc là giả da thì các bạn sẽ thấy là lâu ngày đeo vào á nó sẽ bị bóng là cái phần da này. Thì về cách vệ sinh là như thế nào? Chúng ta cũng sử dụng tiếp cái nước vệ sinh thần thánh như khi nãy mà chúng ta đã sử dụng. Các bạn sẽ lấy một cái phần khăn giấy khô, các bạn chấm cho một chút xíu về cái nước này. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ trét lên ngay cái phần mà đệm tai. Sẽ khiến cho cái đệm tai sạch hơn rất là nhiều. Đó. Các bạn cũng thao tác như vậy đến cả cái phần tai ở trên, cái phần đệm đầu. Các bạn cũng vệ sinh một chút xíu, các bạn chịu khó chùi vào trong một chút xíu ha. Bởi vì nếu như ở trong này nó có những cái mùi á, các bạn đeo lâu ngày nó bị hôi á, thì cái nước này nó cũng sẽ khử luôn cho bạn về cái mùi hôi này. Nhưng mà các bạn lưu ý là chỉ chấm một lượng vừa phải, bởi vì cái đệm mút này á, trường hợp xấu là nó bị hở á, thì ở trong những cái bông hút á, nó sẽ hút cái nước này rất nhiều
Và nếu như cái bông hút nó đã hút nước vào á, thì nó sẽ rất khó để mà có thể phai. Tức là các bạn sẽ phải gọi là phơi nắng rất lâu thì nó mới có thể ra khỏi cái mùi đó. Nhưng mà lưu ý cho các bạn nè, nếu như các bạn có trường hợp là các bạn muốn phơi nắng cái tai nghe á, thì các bạn chỉ nên phơi ở cái điều kiện nắng và nắng sớm, tức là nắng khoảng 7 giờ đó. Nếu như mà nắng mà trưa trưa hoặc là nắng gắt á, thì cái đệm tai của các bạn nó sẽ bị bong ra. Hoặc là tốt nhất thì các bạn có thể phơi gió cũng được, tức là các bạn phơi khí thôi. Tuy nhiên các bạn không được, lưu ý là không được phơi dưới nắng gắt, bởi vì những cái đệm kê tay mà được làm giả da nó sẽ bị bong. Đó, sau khi vệ sinh xong phần đệm thì các bạn cũng tiếp tục dùng cái dung dịch đó, các bạn vệ sinh hết luôn về cái phần tai nghe. Những cái logo của tai. Đó, đây. Các bạn thấy là chùi đến đâu nó sẽ sạch đến đấy. Những cái phần nhựa được làm rất là sạch. Rồi, sau khi mà đã vệ sinh xong á, thì các bạn thấy là cái đặc tính của cái dung dịch này như mình đã nói từ ban đầu á, nó có cồn ở trong này, bởi vậy nó sẽ bốc hơi rất nhanh trong cái điều kiện mà các bạn đang vệ sinh luôn. Nên là sau khi mà vệ sinh xong á, các bạn cũng không sợ là nó bị quá ẩm. Trường hợp là có một số người á, họ ngày xưa á, chúng ta chưa biết á, thì chúng ta thường hay tháo, tức là tháo luôn cái đệm tai này. Các bạn tháo ra luôn, các bạn tháo rời và sau đó là đi giặt với nước. Thì như vậy thật sự là không nên, bởi vì nếu như cái đệm này mà nó gặp ẩm á, nó sẽ bị bong, hoặc là để lại mùi hôi rất ghê. Nên lưu ý lại là các bạn không nhúng cái này và sử dụng nó với nước, mà các bạn chỉ sử dụng cái dung dịch của mình mà thôi. Như mình đã có chia sẻ, tức là nước rửa tay cộng với lại cồn. Rồi, vậy là mình đã... Rồi, mình mới vừa vệ sinh xong cái phần tai nghe thì tai nghe rất thơm, bởi vì nó có cái phần nước rửa tay ở trong đó. Bây giờ trước khi mà các bạn đã vệ sinh xong tai nghe, các bạn đừng vội sử dụng liền, bởi vì có thể nó vẫn có một chút xíu ẩm của nước ở trong này ha. Các bạn lưu ý là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để không khô nó bằng cách là các bạn có thể để đó cỡ đâu đó khoảng 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ. Sau khi nó đã được làm khô thì chúng ta mới tiếp tục sử dụng. Đó, vậy là mình đã vừa chia sẻ được cho các bạn về cái việc là vệ sinh tai nghe. Cuối cùng á, kế đến đó chính là một phần không thể thiếu khi các bạn chơi game. Đó chính là phần bắt chuột. Về cách vệ sinh bắt chuột thì các bạn biết là có rất là nhiều những loại bắt chuột khác nhau. Từ những loại bắt chuột cứng nè, bắt chuột vải nè, và có cả những loại bắt chuột có led nữa, tức là có mạch điện ở bên trong. Các bạn sử dụng một cái khăn mềm và làm ướt bởi dung dịch vệ sinh ở đây, và các bạn sẽ chà nhẹ nó trên mặt bát. Đó, các bạn có thể thấy được rằng là khi mà mình chà đến đâu thì mặt bát nó sẽ được sạch ngay đến đó. Và đây có thể gọi là một trong những cách vệ sinh đơn giản nhất mà các bạn có thể tự làm ở nhà. Tuy nhiên, nếu như bạn đang sử dụng bát vải, bạn đang ở nhà và có xà phòng, thì có thể thử vệ sinh bằng cách là sử dụng nước xà phòng và sử dụng màn chải để mà cọ sát bề mặt của bát. Nhưng nếu như đặt tình huống là bạn đang sử dụng bát vải mà mặt spit thì không sao. Còn nếu như bạn đang sử dụng mặt control thì bạn nên cẩn thận, bởi vì mặt control, cái sớ vải của nó tương đối là lớn, và nếu như bạn chà quá mạnh tay thì có thể sẽ khiến cho những sớ vải bị bong ra. Nên nếu như bạn đang sử dụng bát vải mà mặt control thì bạn phải cọ sát thật sự nhẹ nhàng và đều tay. Vậy là mình mới vừa giới thiệu cũng như là thao tác qua cho các bạn thấy về cái chuyện là vệ sinh gear nó đơn giản như thế nào. Không có gì là quá cầu kỳ và quá ghê gớm đâu các bạn. Nên là các bạn đều có thể tự làm tại nhà. Về chuyện vệ sinh liên tục và vệ sinh đều đặn về những cái gaming gear của các bạn, nó sẽ giúp ích cho các bạn hai điều mình xin chốt lại. Thứ nhất, giúp cho các bạn có một cái bộ gear như mới mua, nó đẹp hơn. Và thứ hai là giúp cho các bạn phòng ngừa rất rất là nhiều những cái bệnh ngoài da nha. Các bạn lưu ý và nhớ vệ sinh thường xuyên. Còn cái chuyện á, thứ hai muốn lưu ý cho các bạn á, đó chính là về cái việc là pha hai cái dung dịch này. Nó có hai điểm. Thứ nhất là nếu như thoạt đầu các bạn chưa hề pha bao giờ, tức là tỷ lệ 2:1 á, 2 cồn và 1 rửa tay mình nói lại nha, thì các bạn nên có một cái bộ đông, tức là một cái ly để các bạn có thể đông đúng vào cái dung tích của nó ha. Vậy là mình đã vừa thao tác qua. Hy vọng là các bạn thích video clip này. Đừng quên bấm like, share, subscribe cũng như chia sẻ video clip cho bạn bè cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đứng dậy và vệ sinh ghi ngay nào.